nguyên chủ tịch và tổng giám đốc bị khởi tố vì trốn thuế. Ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và xác định bị can đối với Phạm Văn Tâm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Asanzo, cùng Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật và tổng giám đốc của công ty về nhiều tội danh liên quan đến việc trốn thuế. Đồng thời, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả hai bị can. Theo báo Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan điều tra đã điều tra và xác định rằng Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Việt Tài, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất An Thiên và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoạn. Các hợp đồng này được sử dụng để trốn thuế thông qua việc không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo của tập đoàn Asanzo. Thêm vào đó, họ còn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn thuế tiêu thụ đặc biệt với số tiền lên đến hơn 15,7 tỷ đồng. Trước đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm từ tập đoàn Asanzo cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý trách nhiệm hình sự. Theo đó, dựa vào sổ sách kế toán và các chứng từ, hóa đơn được cung cấp bởi tập đoàn Asanzo, trong năm 2019, doanh nghiệp này có việc mua hàng điều hòa nhiệt độ từ các công ty trên. Đoàn thanh tra Cục Thuế thành phố cũng phát hiện rằng tập đoàn Asanzo đã thực hiện hợp đồng gia công với công ty cổ phần công nghệ thông tin VTB và thông qua phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, xác minh rằng công ty này đã nhận gia công từ tập đoàn Asanzo. Dựa trên sổ sách kế toán, các chứng từ hóa đơn, kết quả xác minh từ VTB và lời giải thích của Asanzo, thì tập đoàn Asanzo đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công thành phẩm điều hòa nhiệt độ, sau đó xuất bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoạn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo về mặt hàng điều hòa nhiệt độ. Cơ quan thuế thành phố cũng đã chỉ ra rằng tập đoàn Asanzo đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đổ vào là thành phẩm và không khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đúng quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vi phạm về việc kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, không khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định, không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Trong các giao dịch liên kết, tập đoàn Asanzo cũng không kê khai theo phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 20/2017. Do đó, cơ quan thuế cho rằng tập đoàn Asanzo có nhiều tình tiết nghiêm trọng trong việc vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm hành chính nhiều lần, có hành vi trốn tránh và che giấu vi phạm hành chính có số lượng lớn hoặc giá trị lớn. Trong quá trình điều tra, cơ quan thuế cũng phát hiện rằng tập đoàn Asanzo và các công ty liên quan đã chuyển tiền cho các công ty trên, và tiền này sau đó đã được rút ra bởi bà Nguyễn Thị Hiền, vợ của ông Phạm Văn Tâm, và các cá nhân khác là người lao động tại tập đoàn Asanzo, với tổng số tiền hơn 507 tỷ đồng. Việc này đã được xác nhận thông qua việc xem xét các tài khoản ngân hàng, trong đó sau khi tiền được chuyển từ tập đoàn Asanzo và các công ty liên quan vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Nhật Nam, bà Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Kim Thanh Nguyệt là người lao động tại công ty cổ phần đầu tư Asanzo đã rút tiền tại công ty Nhật Nam. Bên cạnh đó, bà Hiền và bà Nguyệt cũng là người rút tiền tại công ty cổ phần viễn thông Asanzo và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Asanzo, đều thuộc tập đoàn Asanzo. Vụ án khởi tố với tập đoàn Asanzo đang diễn ra với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng liên quan đến trốn thuế và các hành vi phạm tội khác. Cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp xử lý hình sự đối với các cá nhân liên quan và tiếp. Sát tám Asanzo bị khởi tố đằng sau chiếc tivi giá rẻ không đối thủ, đầy tai tiếng. Ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tâm, sinh năm 1980, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Asanzo, về tội trốn thuế. Thông tin từ báo Vietnamnet cho biết, ngược dòng thời hoàng kim của ông Phạm Văn Tâm, không thể không nhắc đến chương trình Sát Tành. Sát Tành mùa 3 hồi giữa năm 2019 công bố dạng cá mập với những cái tên quen thuộc như Phạm Thanh Hưng, Nguyễn Ngọc Thủy, Thái Vân Linh, và có thêm hai gương mặt mới, trong đó có ông Phạm Văn Tam, sinh năm 1980, chủ tịch tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam, cùng với sự ra đời quỹ đầu tư khởi nghiệp Asanzo Startup Fund với vốn khởi đầu 200 tỷ đồng. Cái tên Sát Tam trở nên nổi đình đám, phủ kín các mặt báo với gương mặt một doanh nhân trẻ trung, năng động. Và quan trọng hơn là từ hai bàn tay trắng để làm nên hãng TV Made in Việt Nam có tên Asanzo. Ở vào thời điểm Sát Tam ra mắt Sát Tành mùa 3 cũng là khoảng thời gian thương hiệu Asanzo đình đám hơn bao giờ hết. Thành lập chính thức từ năm 2013, cho đến giữa năm 2019, Asanzo chỉ xếp sau các ông lớn TV Samsung, LG và Sony về thị phần. Asanzo đã tăng trưởng thần tốc trong khi có những công ty lắp ráp TV lâu năm rất chật vật để cạnh tranh. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường GFK,
thị phần của Asanjo trên thị trường TV Việt Nam khi đó chiếm khoảng 16%, trong khi ông lớn LG chiếm 17%, Sony 25% và Samsung 35%. Theo số liệu do Asanjo cung cấp, năm 2016, số TV mà công ty này bán được là 500.000 chiếc, chiếm 15% thị phần. Còn năm 2017, hãng cho biết bán được khoảng 710.000 cái. Năm 2017, Asanjo đạt tổng doanh thu 4.629 tỷ đồng gấp 1,8 lần so với 2016, trong đó doanh thu bán hàng TV chiếm nhiều nhất với 4.200 tỷ đồng. Đặc điểm của TV Asanjo là có giá rất rẻ, thậm chí thấp hơn 30-40% với nhiều mẫu cùng loại trên thị trường. Asanjo chủ yếu bán tại thị trường nông thôn, chiếm đến 70% doanh số của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Asanjo còn bán cho các nhà nghỉ, khách sạn hay nhà hàng, là nơi mà TV không cần thiết phải sử dụng loại quá xịn. Theo thông tin trên trang Asanjo, trong thời gian đầu ông Tam chọn cách đặt linh kiện nước ngoài và thiết kế lắp ráp lại và lược bỏ hoàn toàn những chức năng không cần thiết. Từ đó, TV Asanjo có giá thành rẻ và phù hợp với nhu cầu số đông. Chiếc TV Asanjo 25 inch đời thứ 2 có giá chưa tới 2 triệu nhanh chóng được đón nhận. Nhiều sản phẩm phù hợp với đặc điểm với từng miền như miền Tây là TV chạy bằng ắc quy, miền Trung là bo mạch chống ăn mòn hơi nước biển, miền Bắc là hình thức nã ná TV ngoại. TV Asanjo tăng trưởng rất nhanh trong khi nhiều dòng TV sản xuất nội địa khác ngày càng gặp khó khăn như Victronics Tân Bình. Ngay sau khi được công bố có mặt trong chương trình Shark Tank mùa 3, Shark Tam dính tai tiếng liên quan tới nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Chương trình truyền hình thực tế Shark Tank sau đó đã phát thông báo thay đổi hội đồng đầu tư cho mùa thứ 3. Theo đó, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Asanjo Việt Nam, không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò là nhà đầu tư khách mời của mùa 3. Sau đó, Asanjo dính lùm xùm với Shark Việt Nam. Tới cuối tháng 11 năm 2019, Shark Việt Nam gửi đơn tới 5 bộ tố cáo hành vi làm giả tài liệu và đưa ra thông tin không đúng sự thật của Asanjo. Theo đó, Shark Việt Nam cho biết hồi giữa tháng 9 năm 2019, Asanjo công bố trước công chúng về việc Asanjo sở hữu công nghệ Nhật Bản và việc Asanjo khi đó đang có quan hệ hợp tác với Shark Rossi, Hong Kong SHR, là không chính xác. Hồi cuối tháng 10 năm 2019, Tổng cục Hải quan ban đầu xác định Asanjo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Quy trình lắp ráp một số sản phẩm của Asanjo không đúng như quảng cáo. Asanjo không tự sản xuất mà chủ yếu nhập linh kiện từ các doanh nghiệp trong nước rồi lắp ráp thủ công, cho nên việc sử dụng cụm từ đỉnh cao công nghệ Nhật Bản không đúng với thực tế. Những linh kiện trên chủ yếu được một số doanh nghiệp khác nhập khẩu từ Trung Quốc rồi bán lại cho Asanjo. Về thuế, theo kết luận thanh tra thuế hội giữa tháng 10 năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các hồ sơ liên quan cho thấy Asanjo thành lập 19 công ty liên kết do gia đình và nhân viên đứng tên để nhập hàng về bán lại cho Asanjo. Mua linh kiện nhưng Asanjo lại ghi nội dung hóa đơn là mặt hàng thành phẩm để không khai thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó bán hàng thành phẩm không xuất hóa đơn. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh sau đó có quyết định xử phạt truy thu, chậm nộp của Asanjo tổng cộng 47,6 tỷ đồng. Sau lùm xùm Asanjo mập mờ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, khoảng một năm sau đó Shark Tam lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp. Ông chủ của Asanjo tuyên bố cùng với một nhóm các nhà đầu tư đã rót 2.000 tỷ đồng vào hệ thống 5 trang trại bò trải dài từ Hòa Bình đến Nghệ An với quy mô 25.000 con. Tuy nhiên, ngay sau khi Shark Tam tuyên bố trên truyền thông về khoản đầu tư này, phía công ty 159 đã phản bác tuyên bố của Shark Tam, đồng thời cho biết chưa nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào của ông. Lãnh đạo 159 thời điểm đó khẳng định thông tin ông Tam cùng nhóm nhà đầu tư rót 1.000 tỷ vào hệ thống trang trại bò trải dài từ Hòa Bình đến Nghệ An là không chính xác mà chỉ là phân phối độc quyền phân bón 3 con bò vào thị trường miền Nam do 159 sản xuất.